So today's topic is about pets. Đúng vậy, chủ đề của bài học hôm nay của chúng mình là về pets. Con vật nuôi ở trong nhà. So pets are the animals that you raise at home. Pets là những con vật nuôi ở trong nhà. Vậy với chủ đề pets, vật nuôi ở trong nhà, chúng mình sẽ học những từ vựng và cấu trúc câu nào? Kem hãy cùng cô tìm hiểu nhé. First up, vocabulary. We are going to learn dog, dog, cats, cats, goldfish, goldfish, parrots, parrots, rabbits, rabbits, cage, cage, fish tank, fish tank. Next to, next to. In front of, in front of. And the model sentences. Do you have any pets? Do you have any pets? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Where are the pets? Where are the pets? They are at location.